Mình xin chào và mấy bạn nha, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến. Và trên trang mà YouTuber của Nguyễn Tuấn, một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân và bên bạn bè và công việc và luôn luôn và mình kiếm thật và nhiều tiền. Thì trong đoạn video này em chia sẻ cho mà đến cho đến anh chị em mình hay về câu chuyện là thiền âm bên bờ vũ trụ. Thì gần đây trong thiền âm bên bờ mà vũ trụ thì bạn bè ở trong nước và ngoài nước họ rất là quan tâm và theo dõi. Trong thiền âm bên bờ vũ trụ hiện nay họ làm những mà điều cho chúng ta thấy là hoàn toàn, nó rất là hay, nó rất là mang đầy mà ý nghĩa được, và anh chị em trong nước và ngoài nước họ rất là quan tâm. Thì gần đây thì trong thiền âm bên bờ vũ trụ đã nhận là hai bé và sơ sinh đó. Thì trong chổng thì thầy Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và những các sư cô trong chổng thì họ đã nuôi cho ăn và cho mà uống sữa và chăm sóc hai bé này. Thì thầy Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên họ đã bỏ ra một thời gian rất là nhiều, phải đứng ra và nó chăm sóc cho hai bé này, rồi những mà mấy người trong mà thiền âm bên bờ mà vũ trụ gì nữa cũng bỏ ra và thời gian cũng chăm sóc và lo lắng cho hai bé này nữa. Thì hoàn toàn thì thấy trong thiền âm bên bờ vũ trụ họ đã làm những chuyện đúng, việc đúng đó. Họ có lòng mà bao dung, họ có lòng mà quỷ tha và quỷ thương từ mà nó trái tim, và họ có bằng mà nó cái tấm lòng đó. Thì rất là yêu quý họ. Thì mình cũng là người dân thì mình cũng và mình xem họ cũng có cái tấm lòng đó là nó rất là tốt. Thì cho bây giờ em sẽ nói đến là một bạn tên là Huy Hương Ăn. Bây giờ trong đoạn mà video này thì mình cũng nói đến cho bạn Phi Thiên Ăn nghe và hiểu như thế nào nè. Mình nói cho bạn Phi Thiên Ăn nghe. Bây giờ nào mình hỏi bạn nè. Bạn có thấy những gì trong thiền âm bên bờ vũ trụ họ làm những điều gì sai, họ làm những điều gì mà không đúng? Bây giờ bạn phải đưa ra những cái bằng chứng hoặc chứng đưa ra đàng hoàng. Xong rồi bạn mới nói người ta được. Bạn đứng lên, bạn cầm cái điện thoại, bạn chỉ ngồi ở nhà, bạn lên mạng, bạn coi, bạn xem. Rồi á, bạn thấy người ta đứng lên chửi trong thiền âm bên bờ vũ trụ. Thấy đứng lên chửi thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên, cả thầy ông nội. Rồi bạn ở nhà, bạn cũng đứng lên, bạn cũng mà ăn heo, bạn cũng mà ăn ăn vua, bạn cũng mà chửi người ta heo nữa. Như vậy con người bạn có ăn có học nó, tại sao mà mình không biết mà nó suy nghĩ hả? Mà bạn mà khuyên ăn, bạn là cũng năm nay, bạn năm nay cũng hai mươi mấy tuổi đúng không? Bởi vì là đâu nhỏ đâu. Thầy ông nội đáng tuổi là ông nội của bạn, bạn phải là nó kính trọng người ta. Cái này bạn không kính trọng, bạn đứng lên bạn kêu mà cái thằng này rồi thằng kia, mình thấy bạn nó hẳn luôn, bạn gắt là nó mất dạy hoàn toàn, mình nói thiệt luôn á. Nhưng mà trong đoạn mà video của bạn rất là nhiều, mình coi rất là nhiều rồi. Nhưng mà bạn mà đứng ra, bạn mà đi mà nó phát ngôn á, những từ ngữ á, mình thấy á, hoàn toàn á, nó mà thiếu mà cái văn hóa, rất là nó mà không không bao giờ mà cái gì mà mình nói được luôn á. Trong thiền âm bên bờ vũ trụ thầy ông nội Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên họ đã mà có ăn mà cái của mà các bạn không?
họ có nói đụng chạm vụ mà về mà nói đến bạn không? Bạn đứng lên tự nhiên bạn chửi người ta ghi đồ đó. Y gan đào mà bạn mà nói chuyện y gan đào mình thấy là nó đúng rồi á. Ở đây á người ta mà không phải giống như bạn đâu, hồ đồ đâu đó. Bộ mà tưởng ai mà giống như bạn hay sao hả? Bộ có ai mà có cái đầu óc mà nó suy nghĩ mà giống như bạn hay sao hả? Mà bạn mà khuyên ngăn, nhưng mà trong đoạn video này mình kêu bằng bạn là tất nhiên á, cái này còn nể ha. Nếu mà gặp như ai á hay là không nể á, để nãy giờ kêu bằng mày tao luôn rồi, nói thiệt luôn á. Tại vì á bạn là con người, bạn có ăn có học, bạn thấy á, bạn đi phát ngôn chửi cho mà thiền ông bên bờ vũ trụ rất là nhiều. Học ở đâu mà những mà mấy từ đó vậy? Bạn đi ăn đi học mà như vậy hả? Thầy giáo, cô giáo, bất cứ trường học nào dạy học sinh những là điều hay lẽ phải. Cha mẹ phụ huynh dạy con mình cũng đều hay lẽ phải hết tất cả. Không có dạy mà những mà mấy cái điều đó mà ở đâu đó bạn học được. Cha mẹ không dạy bạn những mấy điều đó nghe, và thầy giáo cô giáo không dạy cho bạn những mấy điều đó. Đó. Mình thấy là hoàn toàn là đúng. Như bạn đứng lên bạn đi phát ngôn, bạn chửi người ta, bạn mà vu khống người ta, mình thấy bạn con người bạn lúc đó đừng có đi ăn và đi học nghe. Bây giờ trong chổng người ta đang nuôi hai đứa trẻ mà bạn cũng đứng lên bạn nói là hai đứa trẻ trong chổng là con của người ta. Bây giờ nè em hỏi mấy anh chị em mình coi á, là cái thằng này á nó nói á, như vậy đó hoàn toàn là nó đúng hay không hả? Đúng hay không? Hay là nó đứng lên là nó mà đi mà du quan mà giáo quạ người ta, nó nói chuyện á cho đã cái miệng đời thôi giờ, rồi á ở đằng sau lưng á ai làm mày làm, rồi á là nó kệ nó hả? Thì kệ người ta bây giờ rồi mình nói cho bạn mà phi thiên ăn nha, bạn đứng lên bạn vu khống bạn chửi người ta kêu người ta bằng này hàng kia, mình thấy hoàn toàn mình nói hạt bạn á, ở gần mình ha, mình qua là nó đến nhà bạn luôn, mình nói thiệt luôn á. Bạn mà ở gần nhà mình đi, mình không qua mà đến nhà bạn ha, cái gì mình cũng chịu hẳn luôn vậy, cái gì mình cũng chịu hết. Đi qua nói cho nghe, mình không bao giờ làm gì bạn, nhắc nhở bạn làm những điều đúng việc đúng, làm những điều gì cho mà có ích cho xã hội và mình có cái gì mình giúp đời cho người ta. Trong thiền âm bên bờ vũ trụ là trong chỗ là cái mà cái chùa người ta là tu tâm dưỡng tánh, người ta tu nhưng mà ta không đi đâu, cái đó là người ta tu là gọi là nó tu tại gia, người ta tu tại gia không phải đó. Nhưng mà bạn cũng đứng lên rồi bạn chửi người này người kia, rồi chửi những mà mấy bạn mà trên trang mà YouTuber này nữa, chửi rất là nhiều mà người khác nữa. Như vậy á cái con người của bạn, bạn đi ăn và đi học làm cái gì đúng không? Đi ăn đi học làm gì? Có ăn có học người ta biết suy nghĩ. Những người nào mà có ăn mà và có học á, mình có và cái đầu óc của mình suy nghĩ đó. Mình coi cái đó đúng hay sai
hay là mình muốn mà tìm hiểu nguyên do nữa, mình phải đến nó tận nơi và tận chỗ và nghe vọng vọng những người đó hay là người dân ở đằng gần đó họ nói như thế nào, và mình nghe và hiểu. Trong thiền âm bên bờ vũ trụ, nếu mà người ta làm sai, hai bên tê giác người ta hoàn toàn người ta chịu trách nhiệm, chứ mà không phải mà đến được bạn đâu, đứng đây đó mà lên mạng rồi bạn mà đi mà dạy đời người ta, rồi bạn đứng lên bạn chửi người ta, mình thấy nó hẳn luôn. Bạn làm như vậy mang mà quen mà cái khổ nhưng mà nghiệp mà đi vào thân, mình hẳn như vậy đó. Lớn rồi có nguyên cái đầu óc mình suy nghĩ đi, mình nói thiệt luôn á, mình cũng là con người, người ta cũng có cái đầu óc người ta mà biết suy nghĩ, người ta biết mà nó phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Nhưng mà còn bạn có đầu bạn có óc nhưng mà bạn không có mà biết mà con đường bạn đi mà nó suy nghĩ, bạn biết một thôi à nhưng mà không có biết được đến hai, bạn biết hai nhưng mà bạn không biết được nó đến ba, bạn biết ba thôi nhưng mà bạn chưa biết được nó đến bốn. Mình nói hẳn như vậy, bạn nghe lời theo những mà mấy người khác đứng đằng sau lưng bạn kêu bạn đứng lên chửi ra, bạn chửi ra những người nào mà ở đằng sau lưng bạn ủng hộ cho bạn, những mấy người đó không bao giờ tốt cho bạn đâu, họ đứng đằng sau lưng bạn chỉ là nó mà hại bạn thôi. Mình nói thiệt đó, đứng đằng sau lưng bạn chỉ là nó hại bạn thôi, nhưng mà hoàn toàn là đúng. Bạn đứng lên á, bạn chửi người ta nhiều không, ở sau lưng á nó vỗ tay thì nó cười đó. Không phải là người ta mà ủng hộ bạn đâu, người ta mà thấy bằng vậy người ta mà quan tâm đâu, mình hẳn hơn là vậy. Mình có cái đầu rồi, mình có cách mà mình suy nghĩ bằng cái đầu óc mình ra nó đâu là đúng đâu là sai. Đừng có mà hồ đồ đứng lên mà nó mà phát ngôn những kiểu mà thiếu mà văn hóa thiệt luôn á. Cha mẹ bạn cho ăn cho học là mình thấy hoàn toàn là nó không có được, hẳn như vậy. Không có cha mẹ nào muốn con mình đứng lên làm những điều gì mà nó xấu xa hết. Cha mẹ mình dạy mình làm những điều việc đúng, chuyện đúng mà không à. Tại sao mà bạn mà không học, đi học những mà cái mà khói hư mà tật xấu, đi học những mà điều mà cái gì mà nó cặn bã hoài cái mà xã hội không à. Bạn dồn dồn vô miệng bạn xong rồi bạn đứng lên nữa, bạn chửi ra. Y gan là đúng rồi á, mình hiểu luôn á. Hôm nay trong đoạn video này mình nhắc nhở bạn và mình cũng là khuyên bạn rằng không bao giờ mình chửi bạn, nhắc nhắc nhở và khuyên bạn bỏ những công việc gì, những chuyện gì hiện bây giờ đang làm, ngưng, quay đầu là bờ, tìm nguyên do đúng, việc đúng. Đừng có nghe theo những mà mấy trang báo nào đó mà ở trên mạng hay là họ ghi bằng tay nè, họ ghi bằng tay nè, cái đầu họ cầm lên một cái miếng giấy, cái đầu họ cầm cái viết nè, cái đầu mà họ ghi nè đó, cái đầu họ chụp hình nè, cái đầu họ đăng lên mà nguyên trang cái Facebook nè đó, xong rồi họ đăng lên mà cái mà trang mà YouTube nè đó, cái đầu vô coi nói là thầy ơi trong thiền âm bên bờ vũ trụ nè, bây giờ hiện bây giờ bị mà nguyên cái trang báo đăng nè gì 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 gì, gì nè đó, cái đầu á bay vô lướt lên xem đó, cái đầu á nhắn vô like liền rồi nói nè thiền âm bên vũ trụ hiện bây giờ làm chuyện này không đúng không đúng đúng đó, cái đầu bạn tin theo. Và những mấy người khác cũng vậy nữa, mấy mấy anh chị cũng vậy nữa, cũng tin theo luôn nữa. Đó. Tin theo, nghe lại theo, đã sao không? Qua hay sao? Một bữa hai bữa,
đứng lên chửi thiền ông bên bờ vũ trụ, chửi cho mày xó xả luôn, không coi mà mấy người trong chỗ là ra cái gì hết. Trời ơi là trời, mình đã con người mà tại sao mình mà có ăn có học, nhưng mà tại sao mà nguyên cái mà cái cách mà mình phân biệt hay là những cái gì đúng và những cái gì sai, tại sao mà mình không mà phân biệt được? Nó hạt mấy anh chị và những bà bạn bè gì nữa, mình là người lớn đúng không, và mình cũng có cái cảm nhận làm những việc gì và mình làm những mà chuyện gì cho đúng và cho xã hội, cho đất nước, đừng làm những chuyện gì sai trái. Là mình thấy là hoàn toàn trong đoạn video này thì mấy anh chị em mình nếu mà thấy mà hay và thấy được và bấm nút và theo dõi và nhớ mà nó mà đăng ký cho em và nhấn nút và nó mà bên để phần bình luận cái mà video dưới giùm em. Nếu mà thấy em mà nói mà vấn đề cái gì mà nó không có đúng thì nói lên ha. Bây giờ thì em chào mấy anh chị và chào tạm biệt mấy bạn chị nha. Chúc anh chị mình một buổi tối thì xem video hoặc là đầy vui vẻ.